mình phải bán hàng như thế nào và bán như thế nào để bán được nhiều, ra được nhiều đơn và làm như thế nào để có thể trụ vững được cái doanh số đó. Làm chủ shop thời trang muốn bán được nhiều hàng phải làm như thế nào? Đây chắc hẳn cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều bạn đang là một chủ shop thời trang các bạn lo lắng đúng không? Và đương nhiên khi mà các bạn bước ra các bạn làm một công việc gì đó, các bạn luôn luôn đặt một cái nỗi lo là không biết mình có làm được không, không biết là mình sẽ làm tốt hay không. Thì đối với một cái chủ shop thời trang cũng như vậy, khi mà các bạn mới bắt đầu kinh doanh các bạn sẽ luôn luôn có những cái lo lắng đại loại như là bây giờ mình kinh doanh như thế nào đây, mình phải bán cái gì đây và mình phải bán hàng như thế nào. Và bán như thế nào để bán được nhiều, để ra được nhiều đơn và làm như thế nào để có thể trụ vững được cái doanh số đó. Đó, có tỷ tỷ nỗi lo xung quanh cái việc bán hàng luôn. Chưa kể là những cái vấn đề nhỏ nhặt khác là, hoặc là những cái vấn đề như là tuyển dụng nhân viên hay là mặt hàng hay là xuất nhập kho. Tóm chung là rất nhiều những cái nỗi lo nha. Nhưng mà đối với việc bán hàng thì cái nỗi lo lớn nhất đó chính là không biết bán như thế nào, bán làm sao để được nhiều đơn, bán làm sao để ra được nhiều hàng và không sợ tồn, không bị tồn. Đó, đó là những cái nỗi lo của những bạn chủ shop thời trang. Và bản thân mình, tuy là cái công việc hiện tại của mình, xưởng mình đang là bỏ sỉ chứ không phải là chủ của một cái shop thời trang bán lẻ, nhưng mà nó cũng tương tự nhau các bạn, nó cũng đang ái nhau về cái hình thức. Thế nên là mình cũng có những cái nỗi lo đó. Và trước đây mình cũng từ một người bán lẻ và mình cũng có mở một cái shop thời trang nhỏ. Thế nên là mình hiểu rất rõ cái tâm lý này và bản thân mình đã có một số biện pháp để có thể khắc phục được tình trạng này. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Các bạn hãy theo dõi đến cuối video để biết tất tần tật những cái mẹo mà mình chia sẻ nha. Và cái cách thứ nhất mà mình đã áp dụng đó chính là mình luôn chia sẻ với các bạn điều này và các bạn phải lưu ý. Đầu tiên khi mà bước vào con đường kinh doanh thời trang á, thì cái điều đầu tiên các bạn phải làm đó chính là xác định được cái thị trường các bạn muốn. Tại vì đối với tất tần tật những cái công việc kinh doanh á, không phải riêng kinh doanh thời trang đâu, mà thí dụ là ở trong mảng mỹ phẩm hay là trong những cái phân khúc thị trường khác thì nó cũng có những cái thị trường nhỏ khác nữa, gọi là những cái ngách á. Thì các bạn không thể nào ôm hết tất cả, các bạn không thể nào làm tất tần tật. Thế nên các bạn phải lựa chọn. Và cái việc lựa chọn đó nó rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến tất cả những cái việc sau này mà các bạn phải làm và ảnh hưởng đến sự thành công các bạn của bạn. Tại vì nếu các bạn chọn sai, các bạn chọn nhưng mà các bạn làm không đúng, không đủ thì nó cũng không dẫn đến kết quả tốt. Thế nên là việc lựa chọn thị trường, lựa chọn cái tiệm khách hàng để mình theo đuổi nó cũng là một cái điều vô cùng cần thiết. Và tiếp theo nữa thì phải chọn khách hàng đúng không? Mình đã xác định thị trường của mình rồi nè, mình đã xác định được tệp khách hàng rồi nè, thì bước tiếp theo là phải lựa chọn mặt hàng. Lựa chọn mặt hàng làm sao để nó phù hợp với cái thị trường mình đã chọn, lựa chọn mặt hàng làm sao để nó phù hợp với cái đối tượng khách hàng mình đã lựa chọn. Tại vì nếu như nó không, cái sản phẩm đó nó không phù hợp với thị trường, nó không phù hợp với cái tệp khách hàng mình đã lựa chọn, thì mình đâu thể nào đem cái sản phẩm đó đến gần tới khách hàng đúng không? Mà khách hàng cũng không có nhu cầu để mua sản phẩm đó đâu. Đó, thế nên mình phải lựa chọn đúng nha. Và lựa chọn như thế nào thì các bạn có thể xem lại những cái video trước của Phương, tại vì có những video Phương đã chia sẻ rất nhiều vấn đề này và rất rõ luôn. Đó, còn cái cách thứ ba tiếp theo mà mình đã làm, đó chính là mình có kế hoạch trong cái việc nhập hàng và sản xuất hàng hóa. Tại vì sao? Khi mà bạn không lập cho mình một cái bản kế hoạch về việc nhập hàng và sản xuất hàng hóa thì các bạn sẽ dẫn đến một cái tình trạng là các bạn nhập hàng đại trà, sản xuất đại trà và các bạn sẽ rất dễ bị tồn hàng, cũng như là những cái mặt hàng mà bạn sản xuất ra đôi khi nó không có đáp ứng được với thị trường và nó sẽ không có những cái doanh số bán hàng tốt, cũng như là nó rất là khó để bán ra đó, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là bạn bị tồn hàng. Mà khi tồn hàng như vậy thì chung vốn, mà chung vốn thì cái nỗi lo đúng như mình đang gặp phải rồi đúng không, nó là một cái gánh nặng rồi. Đôi khi cái gánh nặng đó nó làm cho bạn mất đi động lực để tiếp tục làm việc luôn á. Thế nên là bạn phải khắc phục cái tình trạng này bằng cái việc là có cái kế hoạch nhập hàng. Và kế hoạch cụ thể là sao? Bạn nhập hàng hạn chế màu sắc. Tại vì đúng là nhiều màu sắc thì sẽ cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, nhưng không phải cứ mặt hàng nào bạn cũng sẽ đa dạng màu sắc và làm lần 5-7 màu, 10 màu thì nó khó bán. Và không phải màu sắc nào cũng được ưa chuộng, cũng như là da của người Việt Nam chúng ta là da vàng, ngay cả khi bạn có thể bán ra nước ngoài đi chăng nữa thì cái màu da, không phải màu da nào nó cũng phù hợp với tất cả những cái màu sắc, và không phải ai cũng có cái sở thích là thích nhiều màu, thích đa dạng. Thế nên là việc mà
chúng ta làm sản phẩm mà làm ra quá nhiều màu á thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, nên chọn những cái màu nào đó nó được ưu tiên và nó ưa chuộng thôi, nó basic, nó ưa chuộng thì các bạn sẽ dễ dàng thương bán hơn ha. Cũng như là size cũng vậy, nếu như các bạn nhắm là các bạn theo cái dạng là size thông thường thì các bạn hãy làm hạn chế size thôi, còn nếu mà các bạn theo form big size thì các bạn hãy làm form big size, chứ đừng có ôm đồm hết tất cả mọi thứ mà làm như vậy, nó rất là dễ bị chôn vốn nha, bị tồn hàng nha. Đó thì đó là những cái mẹo mà mình đã thực hiện, và cái mẹo cuối cùng á mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể gọi là tránh được tình trạng tồn hàng, đó chính là các bạn giải quyết hàng tồn bằng cách giảm giá, đưa ra những chương trình khuyến mãi bán đính kèm. Đây cũng là một trong những cái phương thức giúp cho bạn có thể đẩy nhanh hàng hóa, có thể hoàn vốn nhưng không bị lỗ. Đó đó là cái cách mà mình đã áp dụng, thì nếu như biết rõ hơn các bạn có thể xem lại những cái video trước 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 nữa, mỗi vấn đề mình đều có focus vào và mình chia sẻ rất là rõ ràng, các bạn có thể tham khảo thêm ha. Còn nếu như các bạn chưa rõ điều gì đó thì các bạn có thể comment tại đây để mình có thể giải đáp cho các bạn, và nếu như các bạn áp dụng tốt những cái điều mà Phương vừa chia sẻ thì chắc chắn cái điều mà các bạn sẽ nhận được đó chính là không bao giờ thắc mắc về việc mình phải bán hàng như thế nào nữa, mà mình biết ngay cách bán hàng và mình bán rất tốt luôn, và bán được rất nhiều hàng hóa, khách mua hàng rất nhiều, tăng cái độ uy tín tin tưởng của khách hàng dành cho mình, thì kéo theo là tăng doanh số, tăng lợi nhuận, có thêm thu nhập nhiều, đúng không? Và những cái nỗi lo đó nó không còn là vấn đề nữa, tồn hàng nó cũng không còn là vấn đề nữa, nó giải quyết được tất tần tật những điều đó, và nó sẽ khiến cho bạn tự tin hơn, có thêm động lực để bạn tiếp tục cái công việc kinh doanh của mình. Đó, các bạn hãy cố gắng tự tin và cố gắng làm sao để vượt qua những cái nỗi sợ hãi đó và áp dụng những cái phương thức như vậy nha. Chứ nếu như mà các bạn cứ lo sợ mà các bạn không tìm ra cho mình phương án để giải quyết á thì nó cũng không thể nào mà nó cải thiện được cái vấn đề đó đâu. Đó, mình đã trải qua và mình đem những cái kinh nghiệm của mình để mình chia sẻ lại với các bạn có thể dùng nó để có thể áp dụng thử trong cái tình trạng của mình, trong những cái khó khăn mà các bạn đang gặp phải. Nếu như áp dụng tốt thì các bạn hãy qua lại đây comment cho mình biết để mình chia vui cùng các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, nếu như thấy hay thì nhấn like với kênh và chia sẻ video nhiều hơn nữa, và nhớ là dưới mỗi video mình đều update một cái link 500 nguồn hàng uy tín chất lượng. Nếu như các bạn cần thì có thể click vào đó xem và tham khảo, tại vì ở đó có rất là nhiều nguồn hàng mà các bạn có thể nhập hàng để kinh doanh, nó hoàn toàn miễn phí, tại vì mình là người trực tiếp tổng hợp những link đó cho các bạn xem. Các bạn sẽ không mất bất kỳ một chi phí nào khi mà click vào xem hết, nên là cứ click vào xem ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.